Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của truyện Ma Làng Quê Cô Dâu, Người Tàu của tác giả Trần Đan Linh Ở tập trước thì A à, Tụ nước gửi tới cho quý vị và các bạn một cái bối cảnh cái ngôi làng quê rất là yên bình qua các lời kể của thằng bé hậu, tôi là nhân vật tôi à... Giống như tất cả những cái bối cảnh làng quê khác có cây đa bên nước giếng làng, sân đình, và có rất nhiều những cái người dân với những cái nét tính cách đặc trưng à, tuy nhiên rằng là dường như ở cái giếng của cái ngôi làng này nó đã xảy ra một cái sự gì đó ma quái ngay từ đầu cuối cùng là sau rất rất nhiều sự việc thì các thầy bảo là ở đấy có con quỷ con quỷ đó nó như thế nào thì chưa rõ lắm nhưng mà có vẻ là nó rất là gây gớm nó đã giết người liên tục à, đúng không ạ thì, thì, chúng ta sẽ cùng xem xem như thế nào có liên quan gì đến bé thằng bé hậu đó và nó lại liên quan đến cả cái đôi hài màu đỏ lại thấy bóng của cái con quỷ giống một quỷ tàu thì chúng ta chúng ta sẽ cùng theo dõi để đọc các tác phẩm khác của tác giả Trần Đan Linh các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tuấn để dưới phần mô tả của video à, chia sẻ các tác phẩm của Đan Linh tới đông đảo à, độc giả hơn nữa và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của chuyện ma làng quê cô dâu người tàu Sau khi nghe tôi kể về Những cái điều ma quái Bây giờ Anh mới cười khẩy Gớm cái thằng này Cứ mổ mồm ra là ma mới là quỷ Gớm nếu mày sợ Thì mày ném bố nó đi là xong Đó rất lời Anh Hùng ném luôn đôi hài xuống sông Đánh tóm một cái Đôi hài bị dòng nước xiết cuốn đi Loang thoáng Tôi thấy bóng một cô gái Mặc áo sườn xám bay ra khỏi người của anh hiếu bộ xưởng xám màu đỏ giống y như cô gái và bộ đồ tôi đã thấy ở trong căn buồng của mình bây giờ thì tôi có cơ hội nhìn rõ mặt của cô ta một gương mặt thanh tú xinh đẹp nhưng đôi mắt đầy u buồn không biết có phải là cô đang nhìn tôi hay không cô loáng thoáng đứng đó trong một giây lát đôi mắt của cô quắc lại đầy giận dữ quay sang nhìn anh hùng Một hồi Cô hít mờ mờ biến mất Trở thành một hư ảnh Với bộ sườn xám màu đỏ Bay ra ngoài sông Đấy Này thì ma mới trả ám Thôi Đi về Tôi dắt hai cái xe đạp lạch cả lạch cạch Đi sau anh Hùng Đang dìu anh Hiếu Chắc một tí nữa thôi tôi bảo bố với chú lấy cái xe để sang bên một góc khóa dây hai cái lại với nhau chứ nói thật là dắt đi thì chả nổi mà để mình ở lại đây quay lại lấy thì mình cũng chẳng dám gió lướt qua mặt chúng tôi ngồi ở đằng sau xe của anh hùng xe máy chạy về 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 trong làng đưa anh hiếu về nhà xong xuôi anh hùng cũng xin phép chú thím ra về tôi vẫn còn ở lại Tôi bảo chú qua bảo bố tôi ra bờ đê Lấy xe về Chứ không mảnh nghệ nó lấy đi Thì chết Sau đó tôi phụ thím bích Dìu anh Hiếu vào trong giường Thấy người của anh lạnh toát Thím xoa dầu hai bên thái dương Vào lòng bàn chân Vào lưng Để cho anh Hiếu ấm ấm Vừa xoa Thím vừa hỏi Thế làm sao đêm hôm Lại ra ngoài sông mà chơi thế Thế ở nhà không có chỗ cho chúng mày nói chuyện đấy à? Cái bên sông đấy có cái, cái quái gì đấy? Ngày xưa, con bé thà nhà ông Nam nó chết đuối đấy. Trời ơi, chẳng lẽ là trẻ con tao lại tao lại nọc cổ cho tao đánh cho một trận. Nhưng mà, nhưng mà anh Hiếu, anh anh cái gì? Nó là con nhà chú thì gọi nó là, là em, nó có lớn hơn cũng là em. Ừ thì dạ vâng, vâng, thì, thì là em, sau đó tôi kể cho thím bích nghe từ việc Tôi đem đôi hài về nhà Sáng nay đem vứt ra ngoài sông Đến việc hiếu ra bến sông Có cử chỉ ma quái như bị nhập Thím nghe xong không tin Bảo hôm thím đi xem xác của chị Điệp treo cổ chết Làm gì có đôi hài đỏ nào ở bên cạnh Thím bảo tôi là hoa mắt Mộng du Vớ vẩn Tôi biết là thím không tin Nhưng cũng kể Nhìn thấy anh Hiếu vẫn còn đang ngủ say cơ thể cũng ấm dần lên tôi xin phép ra về ra đến cổng thì tôi gặp chú đi lấy xe về chú cũng bảo thôi đi về nhanh đi chứ không bố mẹ với bà nội lại lo lắng có gì mai tính tôi vâng dạ chạy một mạch về nhà thế nhưng trong đêm tối tôi cứ mơ mơ hồ hồ nghe như có tiếng bước chân của ai đó chạy lịch bịch lịch bịch đằng sau tôi chạy nhanh Bước chân ấy cũng nhanh Tôi chạy chậm lại Bước chân ấy cũng chậm Trong màn đêm đen kền kịt trước mắt Tôi liếc lại loang thoáng Thấy đôi chân trắng nõn của một cô gái Đi đôi hài đỏ Cách tôi không xa Tôi cố gắng quay lại đằng trước Thì lại thấy là một bóng người đi đằng trước chỉ là bóng tối mờ mịt tôi cũng chẳng nhìn rõ là ai thế nhưng tôi biết có lẽ là cô ta bởi vì ở cái thời đại này đi hài đỏ và bộ sừng xám thì chỉ có thể là cô ta mà thôi tôi nổi hết toàn bộ máu đen máu dại lên tôi lao lên muốn chạy theo mà lật mặt với cô ta một lần cuối cho xong cô ta muốn gì mà lại cứ ám theo tôi như vậy Thế nhưng Thật kỳ quái Đến bây giờ thì không phải là cô ta đi theo tôi nữa Mà là tôi chạy theo cô ta Tôi cố gắng chạy nhanh Thì cô ta lại là là đi đằng trước Nhanh hơn Tôi lại chạy chậm thì bóng dáng của cô ta Lại cứ chậm Lúc nào cũng duy trì khoảng cách với tôi độ 5 mét Lẫn trong màn đêm đen mờ ảo ánh trăng trên trời từ bao giờ đã lặn sau áng mây u ám bụi tre ở hai bên đường làng cứ rít vào nhau nghe kẽo ca kẽo kẹt từ bên nhà chú về bên nhà tôi nó cũng chỉ một đoạn không xa ấy thế nhưng một đoạn không xa này đối với tôi hôm nay nó căng thẳng vô cùng cô gái xưởng xám vẫn cứ lờ mờ phía trước Thân ảnh của ta hoàn toàn chìm trong bóng đêm loang loáng Của bụi tre phủ xuống Nhút chừng tất cả Có chăng tôi chỉ thấy lờ mờ Được đôi gióng chân Trắng bần bợt Và đôi hài đỏ Tôi nhớ ra là trên cổ của mình Có đeo sợi dây bạc quan thế âm Tôi đưa tay lên nắm chặt sợi dây Miệng tôi lẩm bẩm A-di-đà -si Phật Rồi sau đó Tôi nghiến răng nghiến lợi mà rảo bước Cho đến khi Những cơn gió thổi qua Quấn theo đám lá che khô Và đám bụi mù mịt Thì tôi chẳng còn thấy bóng dáng của cô ta đâu nữa Bây giờ tôi mới nhìn thấy Từ phía xa xa đằng cổng nhà Bà nội đang đứng đó ngó ngó nghiêng nghiêng, đi qua đi lại vẻ âu lo. Tôi vội vàng chạy tới, ôm thật chặt lấy bà. Bà tép vào mông tôi mấy cái. Chào bố nhà mày, tao đã bảo là mấy anh em mày không được ra ngoài ban đêm cơ mà. Thế không là nghe lời bà, thế định để bà lo bà chết ra đấy à? Đến bây giờ tôi mới cười hề hề. Bà hỏi, thằng hiếu về nhà chưa ạ? Tôi gật gật đầu, hiệu đã về. Bà nội ậm ừ, sau đó bảo tôi vào nhà. Bà khóa chặt cổng, quay vào đi ngủ. Tưởng như mọi thứ đã xong. Ấy thế mà không biết tôi thiếp đi bao nhiêu lâu. Thì nửa đêm hôm ấy, bầy lợn ở ngoài chuồng cứ kêu lên hồng học hồng học. Có lúc thì giống lên en éc. Có lúc thì chạy sồng sọc sồng sọc, sọc, sọc trong chuồng. Lâu lâu lại có tiếng vỗ con lợn kêu đen đét. Tôi giật mình. Tôi mở mắt ra lắng nghe. Những âm thanh đó cứ đảo qua đảo lại, lập đi lập lại. Có lúc trộn rộn hết cả lên. Có lúc lại im phăng phắc. Tôi thở dài, lại nằm xuống, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nghĩ có khi là có con lợn nào trong bầy hôm nay nó động đực Người ngợm tôi đã mệt mỏi lắm rồi Mai vẫn còn phải đi học mà. Bất giác Trong giấc ngủ thiêu thiêu Nửa mơ nửa tỉnh ấy Tôi nghe có tiếng bước chân loạt xoạt Đầu tiên là tiếng bước chân Đi dẫm lên lá khô Ở bên khu vườn ngay bên ngoài phòng ngủ của tôi Rồi sau đó Là tiếng bước chân lẹt xẹt Đi vang lên ở ngay trong gian buồng này. Lúc đầu tôi nghe tiếng tôi cảm giác là đồ đạc của tôi bắt đầu bị va chạm. Rồi sau đó là tiếng sách vở dở ra xoàn xoạt xoàn xoạt. Tiếp theo là tiếng những đồ vật tôi trưng bày ở bên chỗ giá sách, bàn học bị động chạm lục cả lục cục. Tôi lờ mở mở mắt ra. Thế nhưng bây giờ thì toàn thân tôi không thể cử động nổi. Chỉ có đôi mắt của tôi là nhìn đỏ đẫn Vẫn là một đôi chân. Một đôi chân tái nhợt nhợt, nhỏ nhắn và đi đôi hài màu đỏ. cô là ai Cô muốn gì ở tôi Đừng phá tôi nữa Cô buông tha tôi đi Sau câu nói mêu mau ấy Thì đôi chân kia dừng lại Vẫn là sự im lặng Không một tiếng động Không một câu trả lời Đôi chân ấy từ 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 Xoay lại phía tôi Dường như là Cô ta đứng nhìn tôi một lúc vậy Dù sao thì tôi cũng không nhìn thấy thân trên của cô ta Tất cả chỉ bị nhút chẳng trong bóng tối Sau đó tôi lại nhìn thấy đôi chân ấy quay đi Bước ra khỏi buồng của tôi Cho đến khi cánh cửa lại cọt cả cọt kẹt Từ từ đóng lại Đến bây giờ thì tôi mới giật mình Chẳng tỉnh Tôi ngồi bật dậy đảo mắt Nhìn quanh gian buồng Xem cô ta đã đi chưa Ở trong này tối om Không có ai cả Tôi thở phào Có lẽ là mình bị bóng đè chăng Tôi đang định nằm xuống ngủ tiếp Thì bất ngờ lại có âm thanh cót két Vang lên Là cánh cửa ở dưới bếp Cái tiếng bản lề này đúng là cánh cửa ở dưới bếp rồi tôi phải bắt cô ta bằng được tôi xỏ đôi tông sau đó Dón rén bước đi thật khẽ xuống dưới bếp tôi nhớ là mình thấy mẹ đang đứng ở chỗ góc bếp sợ mèo hoang ăn vụng vào mẹ đã đóng thật chặt cửa lúc ấy thậm chí tôi đi vào buồng còn nói chuyện với mẹ vài câu chúc mẹ ngủ ngon rồi tận mắt thấy mẹ khóa cửa cơ mà tại sao Tại sao bây giờ cánh cửa lại đang mở bung ra Rồi chỉ còn lại khép hờ hờ Đưa qua đưa lại do cơn gió Đôi chân của tôi rôn rảy Tôi cũng cố tiến lại gần nhìn xem Ở bên trong là ai Biết đâu là bà nội hay là mẹ quên Không đậy đồ ăn Bây giờ nhớ ra mới xuống úp lại Ngó đầu nhìn vào bên trong Tôi thấy bên cạnh mấy ông mỡ lợn chính là hình bóng ấy. Là hình bóng của cô gái, mặc bộ sườn xám màu đỏ. Cô ta và cả cô gái ngoài bến sông, cùng với chủ nhân của đôi bàn chân tái nhợt đi hài đỏ kia là một. Chỉ là cô ta đang diễn trò bến hoa, để hù dọa tôi. Mỡ trong mấy cái sạp còn chưa kịp đông Thậm chí ở bên dưới còn nóng Mẹ tôi với thím rán mỡ Đến tận khuya mới xong Cho đến bây giờ cũng chỉ Cách một chút thời gian chưa mấy ấy thế mà cô ta ngồi bên cạnh Mấy cái thạp mỡ to ấy Thò tay vào Khoắng từng vốc mỡ lợn Đưa lên trên mặt xoa xoa Y cách Chị tôi xoa kem dưỡng ra Mỗi buổi tối vậy Âm thanh vàng lên Đến ghê giọt Tôi kinh hãi cố đưa tay lên che mệt Để không thốt lên Tôi muốn xem cô ta làm gì tiếp theo Chỉ loang loáng Mấy sạp mỡ đã vơi đi cả nửa Bắn ra tung tóe dưới đất Tôi lại thấy ớn lạnh Chết mỡ chán Cô ta bắt đầu thè lè cái lưỡi đỏ lòm lòm vào mấy lồn nồi thịt mà bố mẹ và mọi người nấu hồi chiều. Lếm láp từng miếng từng miếng một cách thèm thuồng tôi đưa tay lên cắn chặt răng để không kêu lên cho đến khi những tiếng ken két vang lên là tôi vô thức dựa người vào cánh cửa để cái bản lề kêu lên như vậy cô ta dừng lại thụt lưỡi vào sau đó cô ta quay phắt lại nhìn về hướng tôi là một gương mặt phòng rộp như bị bỏng hai con mắt trợn ngược lên trắng rã thi thoảng lại đảo đảo nhìn tôi một cái ánh mắt mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh chân tôi như bị dính keo xuống mặt đất không thể bước đi được cô ta từ từ tiến lại gần tôi giống như là lướt đi chứ không phải là bước nữa đôi cánh tay khẳng khiu trắng bờn bợt thậm chí có những chỗ còn nổi gân vằn vẹt đưa lên Y chang như là mấy con công thi Trung Quốc Tôi sực nhớ ra Sợi dây chuyền trên cổ Tôi cố gượng tay mình của nó đang nặng trĩu Đưa lên Tốm chặt lấy sợi dây trong lòng bàn tay Mà lầm bẩm a di đà Phật Cho đến khi cơ thể của tôi bất xác Được buông lỏng. Vừa lúc cô ta định xông lên Bóp cổ tôi Thì tôi chạy ùa thật nhanh về phòng nhảy phóc lên trên giường trùm chăn kín mít cũng chẳng biết là cô ta có đi theo tôi hay không ấy thế nhưng ở bên ngoài âm thanh của những cánh cửa bị gió thổi qua cứ cọt cả cọt kẹt nghe đến sợn người hơn 6 giờ sáng Tiếng của mẹ ở ngoài sân vang lên nói chuyện với bố Kéo tôi khỏi cơn mộng mị Rõ ràng là hôm qua em để mỡ mấy thịt rồi cơ mà Sao sáng nay nó lại tung tóe đổ đầy ra thế này Bố tôi lắc đầu Có khi là chó mèo nhà ai nó vào rồi Thôi, thế cứ hót do bếp đổ vào mấy vũng mỡ Ở trên nền đi Chứ không là dẫm vào trơn ngã dập mặt ra bây giờ đấy. Mẹ đi vào kiểm tra lại nồi thức ăn, ngao ngán nói vọng ra. Thế này rồi thì còn ăn uống cái gì nữa? Chó với chả bèo, bực mình thế không biết. Thiều thối hết cả cái nồi thức ăn của người ta ra. Thế này có chết không? Bà nội ngồi bên hiên cũng nói xen vào. Tôi nghĩ là chả phải chó phải mèo gì đâu. Làng này nó chả đang có quỷ có ma. Nó hành hoành còn gì. Mẹ tôi khựng lại suy nghĩ một lúc bà lại hỏi ý, ý, của bu là bà nội thở dài thế chả phải là có con quỷ nó thoát ra từ hôm có người chết dưới giếng à tôi nghĩ nó vào nhà mình nó lùng ăn đấy thịt thả nó mới thối nhũn ra như thế chứ ấy không phải là quỷ thì là gì chó mèo nó thỏ mõm vào thì cũng chỉ dơ chỉ bẩn chứ làm sao mà thiêu mà thôi mẹ tôi còn chưa hết ngạc nhiên vì những lời bà nội vừa nói thì tiếng của bố ở ngoài trùng lợn hốt hoảng la lên ôi rồi ôi thì mấy con lợn nhà mình nó làm sao thế này mẹ và bà vội vàng ùa vào xem tôi nghe vậy cũng cuống cuồng tông cửa chạy xuống ra đến nơi bầy lợn thịt còn lại mông con nào con đấy tím bầm bầm đen xì xì có con ở trên lưng trên mông còn in rõ năm dấu ngón tay người tím ngắt như bị bầm máu, nhìn trông đến là tội. Tôi hoảng hốt hét lên. Là, là cô ta, là cô ta làm, đúng là cô ta làm rồi. Mọi người quay lại nhìn tôi, ai cũng thắc mắc không hiểu vì sao tôi lại nói như vậy bầy lợn trong chuồng sáng nay không kêu inh ỏi đòi ăn như mọi ngày chúng nó nằm dài thõng thượt ra con nào con đấy vẫn bình thường chứ không có ốm đau bệnh tật bố tôi mới lạ lùng sao con lại quả quyết như thế thế cô ta là ai nhà mình làm gì còn người nào lạ đâu bấy giờ tôi mới chạy đến kể lại tất cả mọi sự cho người nhà nghe từ chuyện tôi đem đôi hài về nhà rồi thì nhà tôi lục đục xảy ra đủ thứ chuyện. Mặt tôi tái mét. Đây là tất cả những gì con biết. Việc con sợ bây giờ là là cô ấy ám anh Hiếu. bởi tối qua anh bị cô nhập ngoài bến sông đấy. Mày, mày mà con còn có sợi dây chuyền Mà ông thầy ông tặng Bố tôi nghiêm nghị Là là mày nói thật hay nói dối để hả hậu Cả mấy cái ổ mỡ Và cả cái nồi thịt là cô ta ăn với cô ta bôi lên mặt sau tôi gật đầu mẹ tôi hốt hoảng không biết vì sao cô ta lại nhắm vào gia đình tôi mà hôm ấy có biết bao nhiêu người xem ở đó tại sao chỉ có mỗi một mình tôi là nhìn thấy đôi hài bà nội suy nghĩ một hồi lâu rồi chậm rãi đi vào nhà tôi thấy bà nội mở cái tủ gỗ cũ kỹ ở góc buồng tôi nghe bà kể là nó có từ thời của cụ cố khi cụ mất bà vẫn muốn lưu giữ lại những món đồ của cụ cho nên giữ luôn cái tủ cánh cửa tủ lâu ngày dì xét mở ra bụi bặm bà thò tay vào lấy một cái hộp gỗ đã ngả màu có vẻ như cũng lâu lắm thế nhưng gỗ cũng không hề bị mối mọt tôi muốn biết là cụ để gì ở bên trong mà bà lại giữ gìn nó cẩn thận như báu vật vậy cái hộp được bà nội đặt lên bàn còn chưa kịp mở thì ở ngoài cổng có tiếng của thím bích kêu lên bùi ơi bù, tôi chết rồi bùi ơi bù sang xem thằng Cô hiếu nhà con nó bị làm sao bùi bố tôi đang ở bên chuồng lợn cũng vội vàng chạy đến thì có việc gì đấy hả thím bích bùi đang ở trong nhà thím bích mếu máo lắc đầu quầy quậy chạy vào thấy bà nội đang đứng ở ngoài cửa thím rôn dậy bùi thằng hiếu nhà con chả biết làm sao từ độ hơn 3 giờ sáng đến giờ nó sốt ly bì bụa Ôi giời ơi người nó đỏ Nó nóng như là hoàn than ý Vợ chồng con đánh cảm Mà không thấy đỡ Bà nội lo lắng Thế có chết không Thế để tao qua xem xem thế nào Tôi và bà nội chạy sang bên nhà chú thím Còn bố mẹ thì ở nhà lo cho đàn lợn Thấy chúng nó vẫn ổn Bố mẹ cũng sang Xem là có giúp được gì không còn gọi tôi về đi học. Ở bên kia, toàn thân anh Hiếu đang quấn trong cái chăn bông run cầm cập, mồ hôi lại chảy ra như tắm, tay chân thì lạnh lẽo, miệng rên hờ hờ, răng đánh vào nhau côm cốp, đôi mắt thỉnh thoảng trợn ngược cả lên, phủ màng, trắng dã như là mắt quỷ. Bà nội vừa nhìn thì lắc lắc đầu. Không ổn rồi. Đi, đi gọi thầy đỗ nhanh lên thế này thì chết thôi chú tôi lo lắng bù ơi con con định đưa cháu nó lên bệnh viện Con gọi xe rồi chứ cứ để thằng bé nó sốt cao như thế còn con sốt ruột lắm bà nội chặc lưỡi có đi bệnh viện thì người ta cũng trả về thôi bù bù sợ là thằng này nó bị ma ám rồi cả nhà giật mình mọi người chưa tin lời bà nội nói thế nhưng tôi thì lại khác Tôi tin lắm, bởi vì chính tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Điều khiến tôi sợ ra gà nhất chính là đôi hài đỏ mà anh Hiếu ôm khơ khơ trong lòng. Tâm sự cứ như là đang ôm người yêu. Thêm bích nóng ruột, dục chồng. Thế không đi mời ông thầy đỗ đi còn gì nữa. Còn nó xảy ra chuyện gì thì em sống làm sao. Bà nội ngồi xuống bên cạnh anh Hiếu, nắm tay. Nhà anh chị cứ bình tĩnh. Cháu tôi không sao đâu. Đi đi bà nội suýt xoa khổ thân cháu thôi hiếu ơi chú vội vàng phóng xe sang xã bên mời thầy đỗ mẹ sang đến nơi đuổi tôi về đi học để mọi chuyện người lớn lo trên đường đi học tôi gặp anh hùng đang ngồi nhâm nhi lên cà phê ở bên quán nhà ông cần thấy tôi đạp xe ngang qua anh hùng gọi này giờ mới đi học à thế anh hiếu không sao chứ anh hùng anh chưa đi hà nội à em em tưởng là hôm nay anh phải đi trường chứ tốn qua em cảm ơn anh anh hiếu nhà em đang bị sốt anh hùng buông ly cà phê xuống ngạc nhiên ơ thế nó bệnh à ừ bà tao cũng đoán vậy đấy chân tay người ngợm nó hôm qua lạnh cóng sáng nay tao tính đi trường rồi nhưng mà hồ sơ chiều nay mới xong mai tao đi sớm đứng nói chuyện một hồi vài câu tôi xin phép đi học lúc này tôi cũng làm gì còn đầu óc gì nghĩ đến học hành toàn bộ trong đầu tôi chỉ là hình ảnh miên man về con quỷ mặc sườn xám màu đỏ lảng vảng xuất hiện đâu đây rồi mò vào nhà tôi khi đêm xuống ở nhà chú cũng đã đón được thầy đỗ qua thầy đỗ đi vào nhà nhìn thấy anh hiếu rồi lắc đầu nó bị như thế lâu chưa dạ mới độ hơn ba giờ sáng à. lật chăn già xem Sao lại đắp chăn dày như thế Thầy ra lệnh Chú lập tức làm theo Chăn vừa tông ra Thầy đỗ cúi xuống vành vành mắt hếu ra Rồi thở dài Không được rồi Nó bắt mẹ đi ba phần rồi Xem như là còn may đấy Thôi thì Mất ba phách Vẫn còn sống Bây giờ là phải làm ngay Chuẩn bị cho tôi những thứ này này. À, cô Bích thì lấy uh, một bộ quần áo của nó. Còn uh, chú ấy thì làm cho tôi con bù nhìn bằng rơm. Vợ chồng khoác cái quần áo ấy vào. Nha, dựng ở trên nóc nhà ấy. Nhớ là để cho hình nhân đứng. Chứ không là không có tác dụng đâu. Mùa đĩa hoa quả, lọ cúc trắng, luộc con gà buộc trên đĩa sôi nha. Đóng cho chín miếng sôi oản, gương lược mũ dép đầy đủ, để dưới ban cúng. Chuẩn bị cho đủ trước giờ thìn, quả giờ hoàng đạo là không được nha. Chú thím nghe vậy, vâng vâng dạ dạ, chia nhau đi làm. Người thì bắt gà làm thịt luộc cúng, còn mẹ tôi thì lật đật đi nấu sôi, hái lá mít rửa sạch, cắt hai đầu xung quanh, tạo thành hình tròn, tí nữa còn đóng sôi oản. Trong lúc mọi người Ai đi làm việc ấy Thì anh hiếu lên cơn mê sảng Trong miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm Nói gì chả rõ Thế nhưng câu rõ nhất Chính là gọi tên một người con gái ừ. Hoa ơi ừ. Hoa ơi Rượu Hoa ơi Trở với Trở với ừ em đừng đi rượu hoa ơi bà nội nghe anh hiếu gọi rượu hoa thì giật mình nhìn đứa cháu đang trong cơn mê sảng liên tục gọi tên người con gái ấy bà nội bối rối xen lẫn sợ hãi bà vịn tay vào cột mà đứng dậy rất lâu rồi không có ai nhắc đến cái tên ấy nữa Bà tưởng rằng cái tên ấy cũng đã phai nhòa đi theo thời gian Nhưng không ngờ Nó lại xuất hiện Hơn nữa Lại từ chính miệng cháu trai của mình nói ra Oan nghiệt quá Rẻo hoa Oan nghiệt quá Trời ơi là trời suýt ngã mặt mày xây sầm quay cuồng thầy đỗ thấy vậy vội vàng đỡ bà ô okay, kệ cụ cụ có sao không sao tự nhiên lại thế này bà nội rôn rôn lắc đầu miệng lẩm bẩm gì đó mà chỉ có bà mới hiểu rượu hoa là cô ta là cô ta thầy đỗ nghe không rõ liền hỏi rượu à, uh, hoa là ai thế bà nội lắc đầu đánh trống lặng không không ạ, 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 chỉ là người quen thôi thầy ạ. À. Vừa lúc mâm lễ cũng đã chuẩn bị xong, chú phải trèo thang đưa con hình nhân dơm mặc bộ đồ của anh Hiếu lên. Chú cậy hai viên ngói lấy cái lỗ buộc con hình nhân vào xà kèo. Thầy Đỗ bảo chú thím khiêng anh Hiếu ra cái chiếu trải ở trước ban lễ, đoạn dặn. Một lát nữa trong lúc à, tao làm phép cho dù nó có la hét van xin gì thì cứ mặc kệ để tao làm nha. nhớ chưa cả nhà gật đầu thầy Đỗ bắt đầu cúng trong miệng đọc lẩm bẩm một hồi xong xuôi thầy lên nhang cắm lên trên bát nhang vừa cắm thầy giơ cao cái chuông tam thanh lên trên trời tay thầy rung lắc liên tục sau đó miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm đọc thần chú những câu mà chẳng ai hiểu nổi trời đang yên lặng bất giác một cơn gió lạnh thổi về mang theo cái hơi tê tái gió thổi như muốn hất tung con hình nhân thế mạng ở trên mái nhà gió càng lúc càng lớn thầy đỗ bấy giờ cau mày bước chân của thầy đi theo những vị trí kỳ lạ chuông lại càng rung lên dữ dội Miệng của thầy lẩm bẩm những câu thần chú nhanh lắm Gió cứ thế cuộn thành vòng xoáy Xoay tít ở khu vực con hình nhân thế mạng Thầy đỗ lấy từ trong tối nghề ra Một cành lá liễu Vừa đi xung quanh anh Hiếu Vừa quát Có chịu trục ra khỏi cơ thể thằng bé không? Đừng để thầy phải khảo Đi ra ngay Đi ra ngay lên Mau lên Bà nội bỗng nhiên níu tay thầy đỗ Dường như bà nội sợ điều gì đó Có thể là bà sợ thầy đỗ Không bắt được cô gái kia Thì vô tình làm cho cô ta tức giận hơn Hoặc cũng có thể Là bà nội sợ Thầy làm cô ta bị thương Sẽ ảnh hưởng đến anh Hiếu Bà nội không nói Chỉ nhìn thầy lắc lắc đầu Trên tay của thầy đỗ cầm cành liễu Rung rinh Như là có người lắc Thầy ơi xin thầy đừng làm hại cô ấy cả nhà tôi cùng với chú thím và thầy đỗ ngạc nhiên không biết là bà nội biết gì về cô gái kia mà lại cầu xin như thế thím bích sụi mặt xuống trong lòng của thím đang nóng như lửa đốt ruột gan xoắn vặn cả vào với nhau ấy vậy mà lại nghe mẹ chồng mình đi xin cho con ma nữ khác gì là tiếp tay cho cái ác Thầy Đỗ còn chưa kịp trả lời thì cơ thể của anh Hiếu co rúm cả lại. Hai mắt đảo liên tục, miệng méo sẹo. Thầy ngồi xuống bóp cầm anh Hiếu mà quát lên. Mọc, lấy cái thìa ra đây. Đặt nó vào miệng thằng cu. Kẹo, nó nghiến đứt lưỡi bây giờ đấy. Xong, thầy bảo mẹ tôi cắt cho thầy miếng chanh. Bóp vào miệng của anh Hiếu mấy giọt. Giống như là cách người ta sơ cứu cho mấy người lên cơn động kinh để không bị nghiến vào lưỡi thầy đỗ càng lúc thấy tình hình càng không ổn bảo mọi người giạt ra bây giờ lời thỉnh cầu của bà nội cũng chẳng còn tác dụng sau khi để lại một khoảng trống thầy đỗ mới gật đầu được rồi thế cô không chịu ra thì đừng trách thầy thầy vung cành liễu ở trên tay vụt ba nhát vào người lưng của anh hiếu vụt mạnh lắm trên lưng của anh hiếu mẩn đỏ nổi lên rồi tím sậm đen trở lại thêm bích thương con không cả dám nhìn ôm mặt khóc rưng rức sau ba nhát vụt cơ thể của anh hiếu ngừng co giật nhưng đôi mắt vẫn trận phủ màng trắng vô hồn lần này thầy đỗ lại đi xung quanh vừa đi vừa lẩm nhẩm thần chú mỗi một câu thần chú thầy lại vụt lên người anh hiếu một nhát khi thể trên lưng khi thể trên tay lúc thì ở chân đủ cả khóc cơ thể của anh hiếu bây giờ in hẳn những vết đánh chẳng chịt vết đánh in đen xì xì giống như hình lá liễu bà nội cũng mếu máo vừa thương cháu vừa sợ thầy ra tay mạnh quá vong hồn cô gái sẽ tan biến sau một hồi làm lễ khảo vong cuối cùng cô ta cũng chịu thua xuất ra khỏi người của anh hiếu cái bóng của cô ta đứng ở bên kia đưa tay ôm lấy thân thể của mình xoa xoa cho bớt đau đớn mắt nhìn ông thầy đỗ đầy oán giận ông thầy đỗ lắc đầu thầy đã cho cơ hội thằng bé nó có tội có tình gì ẩn oán từ đời trước thì phải để thời gian xóa đi thôi chứ nó còn trẻ còn tương lai phía trước còn gia đình còn cha mẹ cô buông tha cho người ta đi cô gái vẫn cứ nhìn thầy đỗ chằm chằm chỉ tay vào mặt thầy thách thức mà cất giọng âm u ma quái lão già đừng xen vào chuyện người khác nếu không đến cái mạng của lão cũng chẳng giữ được đâu ông thầy đỗ thấy vậy quắc mắt mềm cười thầy sống đến từng nay tuổi cũng đã gần đất xa trời Thầy còn gì mà sợ Chứ nếu như thầy sợ Thì thầy đã không nhúng tay vào chuyện này Còn nữa Đôi khi sự việc không như cô nghĩ Đừng để oán niệm che mở tâm trí Cô gái quắc mắt nhìn thầy đỗ Mà giết qua kẽ răng Tôi không cần Ông phải dạy tôi Oán có đầu Nỡ có chủ tôi phải nằm dưới đáy giếng lạnh lẽo bao năm vậy mà con cháu chúng nó được hưởng phúc tôi không cam lòng tôi hận người làng này tôi sẽ giết hết giết hết nói xong cô gái quay người mà từ 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 lướt đi qua những rặng tre rồi tan biến thầy đỗ nhìn theo cô gái lắc đầu thở dài hoàn hoàn tường báo bao giờ mới hết nghe thầy đỗ nói như vậy bà nội dường như đoán được thầy biết điều gì nhưng bà chưa dám hỏi bởi vì ở đây còn có chú thím bố mẹ thôi thế thế bây giờ lo cho cháu nó đã mọi sự tính sau thầy ạ à. thầy đỗ gật đầu thở dài một cái rồi bảo mọi người dọn dẹp ban lễ Tuy hình nhân thế mạng không thành Xong cô gái cũng chịu xuất ra Thầy lấy một lá bùa Và vẽ bên lên trên ấy những ký tự ngoằn ngoèo Rồi bảo chú đem chôn bùa trước cổng Trước khi về Thầy có đưa cho bà nội một lọ thuốc Bảo xoa lên người anh Hiếu ba ngày liên tục Các vết thương sẽ lặn hết Xong xuôi Thầy khoác tay nải Chậm rãi đi ra cổng bà nội nhìn theo lưng của ông thầy đỗ vẻ mặt đầy ưu tư lo lắng đúng là oan nghiệt mà oan nghiệt mà thím tôi chạy vào nhìn khắp người con toàn là vết thương mà đau xót bà nội chỉ chẹp lưỡi thôi mọi chuyện ổn rồi bồi thuốc lên cho thằng bé dăm ba hôm rồi khỏi tối ngày hôm ấy trời không trăng không sao cũng chẳng có gió cũng không có thấy côn trùng kêu bầu trời chỉ tối đen như mực tôi có thói quen hay học bài xong thì leo lên giường ngồi ra cửa sổ nhìn xa xăm suy nghĩ lại những thứ mình cần làm trong cuộc sống tối nay cũng vậy nhưng chỉ khác một điều là bầu trời hôm nay im ắng nặng nề đến kỳ lạ tôi nghe tiếng bước chân của ai đó đang đi sột soạt ở ngoài kia đầu tiên chỉ tưởng rằng là tiếng chuột mèo nó chạy hoặc là tiếng con chó nó lăng xăng đào đất thế nhưng cho đến khi nghe kỹ lại Tôi nhận ra đây là tiếng chân người Tiếng động lúc xa Lúc gần Có lúc lại im lìm Rõ ràng là tiếng bước chân người Đạp lên lá khô Tôi căng mắt ra mà nhìn Tôi dí sát vào song cửa sổ Muốn cất tiếng hỏi xem là bố hay là mẹ ở ngoài ấy Thế nhưng Chẳng có ai cả Cho đến khi tôi chuẩn bị Quay lại Thì bất ngờ một khuôn mặt đáng sợ phòng rộp như bị bỏng Đôi mắt đỏ ngầu áp sát Vào mặt tôi ở bên ngoài kia Thậm chí Tôi còn ngửi thấy mùi tanh tanh Như là mùi mụn bọc Có mổ bị vỡ ra Tôi rụt lại theo phản xạ Tôi đảo mắt nhìn quanh Rồi sau đó nhìn chầm chầm ra bên kia cửa sổ Tôi phát hiện ra Gương mặt vừa áp sát tôi Lại chính là cô gái Mặc sườn xám Màu đỏ Lần này không phải là mơ hồ nữa Tôi thấy cô ta rõ mồn một, một Cô ta nhìn tôi cười nhạt Đoạn liếc lên cây xoài Cô ta giơ đôi tay những cái móng nhọn hoắt Cắm lên thân cây Cứ thế mà cào Trời đứng gió Tán cây xoài bỗng nhiên lay động rào rạc Lá non lá xanh rơi lã chã Chẳng mấy chốc Trên cây sơ xác Chỉ còn lại những cành khẳng khiêu Cô ta Tôi đã gặp không chỉ là một lần, hai lần Cho nên dường như tôi cũng bớt run sợ Tôi tự chấn an Cô, cô là ai? Tôi, tôi giúp gì được cô? Tại sao cô cứ phá nhà tôi thế? Cô ta im lặng, không cào gốc cây nữa Gương mặt gây giận, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn tôi một hồi Rồi lặng lẽ lướt ra phía của trùng lợn Bầy lợn ở bên ngoài kia bỗng nhiên, kêu lên thất thanh trong đêm. Lần này không chỉ nhà tôi mà cả lợn nhà hàng xóm cũng kêu lên như là bị người ta chọc tiết. Bố tôi đang ngủ, nghe thấy tiếng kêu ấy, cũng trồm dậy mà chửi đồng. Mẹ, cha đứa nào, cứ chiều gẹo bầy lợn của tao thế. Mẹ, cha tiên sư. Bố vừa chửi, đoạn vừa mò mẫm, bật công tắc điện, vừa chạy ra kiểm tra. Bố phát hiện ra Đàn lợn nhà hàng xóm Cũng kêu y chang như nhà mình Ông lấy làm thắc mắc sao, sao, lợn nhà chú Long và nhà bà Ngô lại kêu lên inh ỏi như thế Bố tôi ngó vào trong chuồng lợn Thấy cả bầy lợn Đứng im lìm Nhìn chăm chăm ra hướng bụi chuối bên kia Dường như trong ánh mắt của bầy lợn Hiện lên tia sợ sệt Ở trên mông trên lưng con nào con đấy đỏ hòn những dấu tay như bị ai phỗ bố tôi cằn nhằn mẹ nó chứ lại không bắt được rồi. mẹ tên sư bố nó chứ bố tôi vẫn cứ tưởng là có ai đi phá làng phá xóm chứ ông cũng không nghĩ đến là do con ma mặc sườn xám kia lo làm bố quay vào tắt đèn đi ngủ còn tôi rón rén đứng dậy khép cửa sổ buông màn cho mũi khỏi đốt tôi nằm im lìm cố gắng la nhanh lắng nghe xem có còn tiếng động lạ nào phát ra hay không cho đến khi mọi thứ chìm vào yên lặng hoàn toàn dỗ tôi vào trong giấc ngủ say miên man trời sáng những tia nắng của ngày đầu chiếu vào trong qua ô cửa sổ làm cho tôi giật mình thức giấc tôi dội dội mắt ngáp ngắn ngáp dài uể oải chẳng buồn dậy cho đến khi mẹ gọi ầm ở ngoài kia tôi mới ngồi phát dậy ra mà xem mình ơi mình sao sao bầy lợn lại bị tiêu chảy hết thế này cả tôi và bố chạy ra ngó vào trong trùng lợn Thấy phân con nào con ấy lỏng như nước Mới có một đêm thôi Mà nhìn con lợn có khi Đã sút đến cả chục cân Sọp xuống trơ xương Bên kia là những lớp da nhăn nhúng Trông như bị lão hóa Hậu hậu Lấy, xe sang nhà chú dự Bảo chú qua đây xem cho bảy lợn Tìm cho nó xem còn cứu được không Thôi chết rồi còn hai tháng nữa là xuất chuồng thế này Thì chết Tiếng bố thở dài sườn sượt tôi cũng vội vàng dắt xe đạp chạy sang bên nhà chú dự là bác sĩ thú y làm ở trên huyện để sang bên ấy tôi phải đi qua cái giếng cổ chính là cái chỗ đã có hai xác người chết bây giờ mới hơn 5 giờ sáng nhiều nhà còn chưa có ngủ dậy đường làng vắng tanh rộng thanh thang tôi gò người mà cong đít đạp xe lúc đi gần đến chỗ cái giếng tôi thấy loáng thoáng có bóng xe máy dựng ở gần đó tôi liền ghì chậm xe lại vừa lướt qua cái biển số thì tôi nhận ra là xe của anh hùng không biết ông này ông đi đâu sớm thế mà lại để xe ở đây rồi tôi à lên một tiếng tôi nhớ ra là hôm qua anh có nói là sáng nay anh sẽ đi hà nội sớm định phóng lên đi tiếp nhưng dường như có cái gì đó thu hút ánh mắt tôi dừng lại bóp phanh siết hẳn Hai chân tôi trống xuống đất quay đầu lại nhìn cái giếng và chiếc xe. Tôi hoảng hồn. Này, liệu liệu có khi nào anh anh nhảy xuống giếng tự tử? <laughs> Ấy nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà làm cho tôi ớn lạnh. Chân tôi run rẩy đứng không vững, không gạt nổi cái chân trống xe xuống nữa. Trong đầu nghĩ đến những thứ không hay. Cho đến khi Tim của tôi cũng bớt đập nhanh. Tôi cố chấn tĩnh dựng cái xe đạp vào ven tường. Ánh mặt trời vẫn còn heo hắt ở tiếp đằng xa. Tôi thấy không khí ở khu vực này ảm đạm. Cảm giác xe xe lạnh. Cho dù bây giờ không phải là mùa đông. Bước chân nặng nề. Cho đến bây giờ tôi cũng không quên được. Ông thầy bảo tôi lúc nhìn xuống giếng. Nếu như bây giờ nhìn xuống. Anh Hùng đang ở dưới đấy thì sao? Cái xe vẫn còn cắm nguyên chùm chìa khóa Thế nhưng không thấy người đâu Tôi lấy hết can đảm ngó xuống Tôi nhắm mắt lại Từ từ hé ra đảo mắt nhìn xung quanh Mới thở phào May quá Không không có ai cả Thế nhưng Tại sao Anh anh đi đâu vậy Đứng chờ đến 15 phút Ở bên cạnh giếng Đúng lúc ông toàn trưởng thôn đi qua ở thằng hậu thế đi đâu mà sao bảnh mắt ra đã đứng đây thế có biết chỗ này nguy hiểm hay không mà mà cái xe của ai thế tôi đáp à, à bảy bảy bầy lợn nhà cháu bị bệnh nên bác bố cháu bảo sang bên nhà chú dự bảo chú xem hộ cho bầy lợn lúc đi qua đây cháu thấy xe của anh hùng mà nãy giờ chờ không thấy anh đâu cả cháu cũng đang định đi đây ông trưởng thôn cao mày đôi mắt nheo nheo. Xe của thằng Hồng à? Ừ, tao tưởng nó đang ở trên Hà Nội cơ mà. Nay là thứ ba, thế sao lại ở nhà? Cháu cũng không biết. Sáng nay cháu gặp anh thì anh bảo ạ, à, anh sẽ đi Hà Nội sớm. Thôi, thế bác ở đây bác xem thế nào? Cháu đi cháu đi gọi người, cháu còn về phải đi học. Ờ, ờ, ờ. Thế, à, thế thì mày đi đi. À, để đây, tao xem mọi thứ cho. Tôi leo lên xe nhanh chóng chạy sang bên chú dự. Gọi xong xôi, Tôi tò mò đạp xe qua bên nhà anh Hùng Hỏi hai bác Thấy bác Đình đang quét sân Tôi nói to Bác Đình ơi, bác Đình Anh Hùng có nhà không? Ông Đình khựng tay lại ngẩng mặt nhìn tôi Ờ, thì thằng cu hậu đấy à Thằng Hùng nó đi Hà Nội từ sớm rồi Thế có chuyện gì không? À, à Bác, bác, Đình ơi thế, thế anh Hùng anh đi từ lúc mấy giờ bác? À, đợi độ 3 giờ giờ ấy Nó bảo đi sớm Xuống đấy nó còn à, chuẩn bị kịp vào học Mãi chiều qua nó mới làm xong hồ sơ Sáng sớm bảnh mắt ra đã tất tuổi đi ngày đây Bác Đinh nói xong Lại lối cối quét sân Chẳng hiểu tại sao Tôi dấy lên cơn nóng ruột Tôi hỏi Ơ nhưng mà bác ơi Lúc nãy cháu đi qua cái giếng làng ấy Cháu cháu thấy xe của anh Hùng dựng ở bên giếng ấy Mà mà cháu không thấy người đâu hết Lần này Bác Đinh giật mình sững lại Đánh rơi cả cây trồi xẻ Ở bên kia Thấy vậy người nhà cũng ủa ra Rồi hai ông bà già hỏi dồn dập thế, thế nó ở đâu Sao lại không thấy người Thì bác đi ra chỗ giếng mà xem Có cả bác toán trưởng thôn đang ở đấy Có khi anh cũng quay về đấy rồi đấy Lập tức hai ông bà vào nhà lấy cái xe chở vợ dạ ra, ra ngoài tôi liếc nhìn đồng hồ mới hơn sáu giờ sáng còn sớm lắm tôi cũng lóc cóc đạp xe quay lại đó để xem sự thể những mong tôi suy nghĩ là sai bởi vì quả thật anh hùng đối với tôi cũng rất tốt nhà anh ấy lại có mối mụn con nếu như anh xảy ra chuyện gì thì nó sẽ xót xa lắm tôi bất giác nghĩ nếu như là người chết đối thì cũng phải đến ba ngày xác phình lên mới nổi. Nếu mà anh Hùng có ngã xuống dưới đấy thì cũng chẳng nổi ngay được. Tôi tăng tốc gò xe mà đạp. Vừa đến nơi đã thấy bác Đinh gào khóc. Ô, ôi, ôi là nước ơi, con ơi, Hùng ơi, ôi, xe ở đây người đâu rồi? Bác Đinh trai thấy vợ gào khóc thì bực mình. Im mả mộm đi, nó đã chết đâu mà bổ lù bổ loa lên thế nào? Đúng là cái quần đàn bà khóc lóc Không giải quyết được cái mẹ gì Mắng vợ xong Bác trai lại quay sang hỏi ông Toán Bác Toán xem nào Có khi cho lên loa phát thanh Tìm cháu nó dùng vợ chồng tôi với Chừng tội dối quá Xem nó đang ở đâu Bác nhắn nó bảo là Về ngay giúp Còn cái xe thì để tôi Tôi đưa nó về Ông Toán trưởng thôn nghe vậy cũng gật gật đầu Coi như là thôi được rồi thế để tôi ra chỗ nhà văn hóa thôn, à, coi như là để tôi đọc cho cái mẫu tin thông báo, xem nó đang ở đâu nhá. Thế mà này, hai bác phải giữ bình tĩnh đấy, đừng có nóng vội rồi mất khôn nhá. Biết đâu ạ, à, à, nó đi loanh quanh nó chào bạn chào bè. Bác đinh gái một mực không về nhất quyết ở lại chờ bác trưởng thôn đọc tin. Còn tôi thì phải sáng còn đi học cũng phải quay đi. Cả buổi học hôm ấy. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến con quỷ Mặc áo sườn xám đỏ Không biết là đàn lợn ở nhà Cùng với nhà hàng xóm Tình hình ra sao Trước khi đi học Tôi cũng nghe mấy nhà lân cận Than ngắn thở dài Lợn nhà họ cũng đồng loạt bị tiêu chảy Ngày hôm nay mà không cầm được Có khi đến ngày mai Lăn ra chết la liệt mất Bố tôi phải mua vôi về, rắc chuồng trẻ tẩy trùng, cũng không muốn dịch bệnh lây lan rộng. 11 giờ về nhà, lúc đạp xe qua bến sông, nhìn dòng nước chảy xiết. Dường như trong đầu tôi có điều gì đó, nhưng tôi cũng chưa thể nghĩ ra cụ thể. Tôi nhón chân đạp thật nhanh. Mỗi lần đi qua đây, tôi đều cảm thấy ớn lạnh như thế. Bến sông này vẫn có nhiều người xuống giặt đồ, rửa rau rửa cỏ. Ban ngày thì chả sao, ấy thế nhưng mà ban đêm đi qua đúng thật là ớn lạnh ra gà về đến nhà mẹ đã dọn sẵn mâm cơm ở trên bàn tôi ngồi xuống ăn như con hổ đói ăn từ từ thôi con thời nay có còn đói đâu còn khát thiếu cơm thiếu gạo đâu mà ăn như thế rồi nghẹn đấy tôi ngẩng lên cười hề hề. bố tôi gấp cho cái đùi gà đấy bồi dưỡng học hành cho nó tử tế nhá rồi uh, mai mốt cũng chẳng mong chúng mày nuôi uh, bố nuôi mẹ đâu. Mẹ cũng vừa ăn vừa nói. Thằng Hùng nhà Bắc Đinh đã tìm thấy chưa ở mình? Vội quá, em cũng chẳng để ý được. Có thấy tầm hơi gì không mình? Tôi đang gặm dở cái đùi gà cũng sững lên, há hốc miệng. Ôi chết, thế cả buổi sáng này không thấy anh á. Ăn cố cho xong cái đùi gà Tôi bỏ giỏ bát cơm xuống Chạy ra ngoài đó Ơ thế kìa Thế đi đâu Hậu ơi Con không ăn nữa đâu Chiều nay con nghỉ Con qua nhà thằng Bình chơi một tí con về Tôi còn nghe tiếng Bà nội lầu bầu Cái thằng bé này Lớn rồi còn bỏ cơm như thế Ra đến bên ngoài ấy Tôi thấy có rất nhiều người vây quanh Hình như có người còn lội cả xuống giếng mò Bác Đinh sợ con bị làm sao khóc ngất lên ngất xuống, rũ rượi khàn cả giọng. Tôi chạy lại chỗ ông Toán, nhẹ giọng hỏi. Chưa, chưa thấy ở bác Toán? Chưa, coi như là tao gọi ở trên loa rồi cũng chả thấy gì. Cho nên là coi như là tao nghi. Có khi nó tự tử đấy. Tôi thì tôi không tin là anh tự tử. Giọng điệu của anh khi nói chuyện với tôi không có gì bất thường cả. Cũng chỉ mong sao những điều tôi nghĩ là sai ở bên dưới giếng tiếng người ta lội bị bà bị bõm xì xụp lâu lâu có người hỏi có thấy không có thấy gì không tất cả chỉ im lặng bất giác đằng sau lưng có tiếng nói nó không có dưới giếng đâu có mà mò ba ngày ba đêm cũng chẳng thấy đâu tất cả mọi người sững sờ quay lại nhìn nhận ra là một trong hai ông lão hôm nọ. Ông Toán trưởng thôn cũng tò mò lắm, nhưng việc trước mắt còn quan trọng. Ông Toán liền hỏi. Thế coi như là sao ông ông biết? Là nó không có dưới đó. Ờ mà coi như là nó không có dưới đó thì nó ở đâu? Một ông già đưa tay lên bấm quẻ, lẩm bẩm dây lát. Già bên sông đi. Ở ngoài đấy. Ơ ừ, nhưng mà nhưng mà hồi nãy cháu cháu đi qua cháu có thấy gì đâu? Không, nó không ở trên bờ mà nó nằm dưới đáy sông. Ấy thế là người làng lại lũ lượt kéo nhau ra bến sông, hết giếng rồi lại đến sông từ ngạc nhiên này sang sự kinh khủng khác. Ra đến nơi nhìn con sông nước chảy xiết, nào ai nghĩ, ở bên dưới lại có xác của anh Hùng. Bà Đinh vừa nghe thấy ông thầy nọ phán thì lăn ra ngất xỉu, người ta phải dìu bà về nhà. Chỉ còn ông Đinh cũng gắng gượng mà ra xem, với hy vọng là không phải sự thật. Người ta hồi hộp, kéo đến xem hai bên bờ đông nghẹt, chỉ chỉ trò trò bàn tán. Bà nghĩ xem, Nước sông vừa đầy vừa chảy xiết thế kia thì xác người có khi cũng trôi đi xa chứ làm sao mà còn ở đây. Bà nói đúng đấy. Nước chảy mạnh thế này thì làm gì còn xác Chắc là lại thầy bà tào lao thôi chứ. Thôi đi, các bà giữ im lặng xem nào. Nói nhiều làm gì thế. Đúng là sai thì cứ xem rồi rõ. Sau cô nói ấy, thì mấy bà mấy cô biểu môi lườm nguyết. Ở bên kia bến sông, ông thầy lấy một cái lọ nước sền sệt trông như mực tàu màu đỏ sẫm Ông thầy hỏi Xong chưa? À, à, dạ vâng thế đây đủ cả rồi Ông toán trưởng thôn bảo Thầy ấy thế coi như là bây giờ làm thế nào? Không biết nó nằm ở khúc nào? Ông thầy gật đầu Nhỏ giọt mực này xuống Mực loang ra Rồi khắc tụ lại thành hình người Ý chứ nó đọc ở đâu Thì cứ xuống ấy mà bỏ Bảo cho tôi hai thằng thanh niên bơi giỏi to khỏe vào đây. Tôi làm phép cho họ xuống nước. Ông trưởng thôn lập tức nhờ hai chú trong thôn ra. Vì tình làng nghĩa xóm, họ cũng đồng ý giúp. Cả hai đều là những người sông nước, bơi giỏi lắm. Đứng trước mặt ông thầy. Ông lấy bút lông chấm mực tàu, vẽ bùa lên chán. Bảo làm như vậy tránh ma ra kéo chân vừa không để cô ta dìm chết. Mà tôi thì tôi hiểu, cô ta trong lời thầy nói chính là người đàn bà mặc sườn xám. Còn con ma ra ở bến sông này thì năm nào chẳng có một vài người chết. Có ma ra là lẽ thường. Xong, ông thầy đưa cho hai chú mỗi người một cái lá bạc hà, dặn khi nào xuống nước thì ngậm trong miệng. Ông bước xuống bến sông trước bao nhiêu cặp mắt chăm chú, giỏ ba giọt mực. Chỉ có ba giọt mực bé tí Ấy thế mà chạm vào mặt nước Thì nó tan ra Loang loáng Một đoạn nó bắt đầu ngưng lại thành hình người Nằm co quắp Mọi người đi theo từ nãy đến giờ Mới kêu lên thán phục Ông thầy thấy mực ngưng động lại Ở giữa sông Cách bến cho ông đứng không xa lắm Ngậm lá bạc hà vào Hít sâu một hơi Lặn xuống đấy mà tìm nhanh rồi lên bờ ngay đấy. Chỉ trong vòng nửa giờ là phải xong. Hai chú kia gật đầu, ngậm lá nhảy ồm xuống sông tìm người. Ở trên, người ta nhốn nháo, tò mò, kéo đến mỗi lúc một đông. Không biết là ông thầy tài phép đến mức độ nào. Thế nhưng nhìn tác phong và ánh mắt kiên định của ông ấy, tôi có cảm giác tin tưởng vô cùng. thưa quý vị và các bạn à, bây giờ thì rõ ràng là các con ma con ma tàu rồi thế nhưng mà cái sự tình nó như thế nào thì có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ đến tập cuối ngày mai thì sẽ xem xem rõ trắng đen xanh đỏ và xin chào hẹn gặp lại